Hãng thông tấn Antara của Indonesia hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 7 dẫn lời một thứ trưởng đặc trách các vấn đề hàng hải phát biểu ở Jakarta nói rằng Indonesia sẽ đổi tên một vùng biển ở phía tây bắc đảo Borneo thành biển Bắc Natuna phù hợp với các dự án thăm dò dầu khí có cùng tên gọi. Khu vực này gần quần đảo Natuna, một chuỗi gồm 272 hòn đảo của Indonesia, chồng lấn phần cực nam của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra từ bờ biển phía nam nước này. Các nhà phân tích nói quyết định đổi tên mặc dù phần lớn chỉ có tính cách hình thức, nhưng đây là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc và các nước khác hãy tránh xa khu vực này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hôm 14 tháng 7 rằng đối với bất kỳ nước nào, đổi tên một vùng biển là điều hoàn toàn vô nghĩa bởi vì cái tên biển Nam Trung Hoa đã được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Vào tháng 5 năm 2016, Hải quân Indonesia chặn bắt một tàu đánh cá Trung Quốc bất chấp Bắc Kinh cho tàu tuần duyên hỗ trợ. Một tháng sau, Hải quân Indonesia nổ súng vào một chiếc tàu Trung Quốc khác và có thể làm bị thương một thủy thủ trước khi giữ tàu và tống giam 7 thuyền viên. Indonesia đổi tên vùng biển Bắc Natuna sau khi Việt Nam và Philippines đổi tên một phần vùng biển nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển nhiệt đới có diện tích lên tới 3,5 triệu cây số vuông, giàu tài nguyên hải sản, năng lượng và là tuyến hàng hải quan trọng. Còn Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại hơn 90% diện tích vùng biển này.